Trước mắt toàn thể các bác đang xem đây là cái chiếc xe gầm cao, form dáng rất là đẹp, các bác xem. Và số tiền các bác bỏ ra đấy ạ, cực kỳ là hợp lý luôn nhá. Đấy các bác xem này, rất long lanh đúng không ạ? Cặp đèn pha của xe rất là trong, và có bi cầu này, rồi có rửa đèn pha này. Đấy. Và một dàn lốp dày này, la răng đúc, phanh đĩa, phanh ABS nguyên bản theo xe. Xinh nhan nằm ở trên gương. Đăng kiểm của xe tháng 2 năm 23. Đây là mẫu xe 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu của Kia Hàn Quốc, được mang tên là Sorento các bác nhá. Kia Sorento 7 chỗ ngồi, máy xăng 2.35, hay gọi là máy 2.4 cũng được. Tại vì là 2.35 với 2.4 thì nó cũng chênh nhau có chút thôi đúng không ạ? Ở trên giấy tờ ghi là 2.35 nhá các bác nhá, 2.35 nhá. Đây là về phần form dáng bên ngoài của cái chiếc xe này. Em mời các bác mình xem qua một chút. Đấy, form dáng của xe các bác thấy này, rất đẹp luôn đúng không ạ? Và đây, đèn sau của nó là đèn LED các bác nhá. Đây là đèn LED nhá. Có cảm biến lùi phía sau nhá. Rồi có camera lùi nhá. Đấy, có camera lùi luôn. Đấy, tiếp theo quay các bác xem về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe. Chiếc này được thiết kế rất là nhiều tính năng. Đấy, rất là nhiều công nghệ. Đấy, trong đó thì có một cái cửa sổ trời panorama toàn cảnh. Đây, các bác xem. Có hai cửa liền luôn các bác nhá, hai cửa lock luôn. Đây, gọi là cửa panorama. Đấy, và có cả màn hình giải trí cỡ lớn kìa. Đúng không ạ? Tí em quay các bác xem nhá. Gương kính điều chỉnh điện. Ghế da và tắp ni của xe cũng vậy, bằng chất liệu da xịn. Bốn kính điện. Lốp dày cả bộ. Lốp này anh chủ trước mua cũng trị giá tầm khoảng 20 triệu đấy ạ. Các bác mua chiếc xe này mình lợi luôn một dàn lốp rồi đúng không ạ? Gương kính điều chỉnh điện được nằm ở đây và có chế độ cục gương tự động các bác nhá. Cục gương ấn nút này. Đấy, mở xăng ấn nút này. Các bác nhìn xem. Đấy, phần đồ nhựa của xe nó còn rất là tươi tắn sạch sẽ này. Đấy, phần da của nó các bác nhìn này, da vẫn là da xịn cao cấp nguyên theo xe nhá. Đấy, phần tắp đi cánh cửa này các bác nhìn. Đẹp chưa ạ? Chiếc xe có thiết kế cái chức năng chống trơn chống trượt. Đấy, neo đèo đổ dốc đây. Vô lăng tích hợp phím điều khiển. Đây ạ, phím điều khiển đây nhá. Rồi bên đây là có đi ga tự động cruise control này. Đấy, không cần đạp chân ga. Và đây là cái màn hình giải trí cỡ lớn, có cả cam nồi, vào mạng 3G rồi vào mạng wifi ok các bác nhá. Hệ thống điều hòa auto tự động. Đây các bác xem, hệ thống điều hòa của xe đây. Đấy nhá. Đấy, đây là xây kính này. Chỗ này có cổng AUX này, rồi USB này, rồi iPod này, đúng không ạ? Đây, khóa khiển của chiếc xe đây nhá. Khóa khiển đây, được cắm ở đây rồi. Đấy. Con này bản số sàn cho nên là nó sẽ tiết kiệm xăng hơn so với đây cái bản máy số tự động các bác nhá. Số tự động thì nó sẽ nhiều xăng hơn. Và km của chiếc xe này thì được hiển thị trên đây nó là gần 10 vạn. À mà chiếc xe này có năm sản xuất là 2012 nha các bác. 2012. Bản số sàn máy xăng. Đây thông tin của xe đây ạ. Đấy, xe rất đẹp luôn, hoàn toàn không có lỗi. Mua về các bác dùng ngay dùng luôn. Về những cái vấn đề lỗi đâm đụng tai nạn ngập nước thủy kích các bác yên tâm nhá, bên em đảm bảo. Giấy tờ nữa, bên em đảm bảo các bác yên tâm. Giấy tờ đầy đủ, sang tên bình thường, sang tên nhanh gọn cho bác. Và máy số của chiếc xe này ra làm sao thì em cũng tả luôn. Máy số của xe là hiện tại vẫn còn zin các bác nhá, nó vẫn còn zin luôn. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Một chiếc xe gầm cao, form dáng đẹp như thế này mà giá tiền của nó thì bên em bán cũng chỉ tầm loanh quanh tầm 400 triệu thôi là các bác toàn thể có thể mua được rồi. Toàn thể các bác có thể mua được rồi nhá. Em nói nhanh quá là hơi vấp. Ở đây có chức năng này nữa này các bác này, chức năng chỉnh ghế điện này. Đấy. Ghế chỉnh điện các bác nhá. Sàn bọc da. Bây giờ em bắt đầu quay chi tiết cho các bác ngắm về mẫu xe Sorento này của bên em. Quay kỹ luôn các bác nhá. Đấy, về keo chỉ của xe đây thì em cũng sẽ quay luôn cho bác xem này, keo chỉ đây nhá. Đấy, keo chỉ được cái cửa vẫn còn đây này. Đấy, tắp ni tắp nô keo chỉ nó vẫn còn nhá. Ở đây là cái phần tắp ni cánh cửa của chiếc xe. Mà vừa rồi em cũng đã quay sơ sơ rồi đúng không ạ? Bây giờ em quay kỹ lại một lần nữa cho các bác mình ngắm nhá. Các bác ngắm. Các bác ở gần xa bất cứ đâu ở mọi miền Tổ quốc đều mua xe bên em được. Bên em chuyển xe ship xe đến tận nhà các bác được các bác nhá. Đấy, bậc bệ bước lên bước xuống đây. Đấy, vách cánh cửa đây. Bu lông ốc vít đẹp. Những cái móc khóa của xe vẫn còn sáng. Cái vòi voi này rồi cái tem cứ vẫn còn nguyên đúng không ạ? Ghế bọc da.
và cũng đã được lót thêm một cái áo ghế ở trên này rồi. Áo ghế loại tốt các bác nha, loại xịn, lái rất nhẹ, côn nhẹ, số nhẹ, điều hòa lạnh bút hai dàn. Đấy, con này có hai dàn điều hòa nha các bác. Tiếp tục quay các bác xem cái dàn phía sau, 7 chỗ hai dàn điều hòa, ngồi sẽ mát hơn rất là nhiều. Con này tắp lô này, tắp lô đây các bác nhá. Xe chạy ít km thôi, nên là chất lượng của xe vẫn còn rất ok, tôn vỏ cứng, chắc chắn, dày dặn, không bả ma tít. Các bác nghe thấy tiếng bó này, không có tiếng bả ma tít, đúng không ạ? Phần cánh cửa tiếp theo đây ạ, các bác ngắm nhá. Đấy, keo chỉ mép cánh cửa vẫn còn hết, cabo vẫn còn, cốp vẫn còn, xe hoàn toàn không có lỗi, các bác yên tâm như vậy. Đây, em quay gần một chút cho các bác ngắm nhá, da xịn cao cấp nguyên theo xe đây này. Đấy, đúng không ạ? Tắp đi cánh cửa này, ok chưa? Đấy, những cái vân sần nổi ở trên cái phần tắp đi cánh cửa, các bác nhìn này, nó rất là tươi, rất là sáng luôn, đúng không ạ? Những cái vân nó không bị mòn, các bác nhìn xem, vẫn đen xi, đúng không ạ? Đấy, vách cửa đây, không bị mục mọt, các bác nhá, không mục mọt. Có cửa gió thổi về phía sau đây, cho hàng ghế thứ hai. Đấy, móc qua đây, lòng trong đây, toàn bộ đây các bác nhá. Nó rất rộng rãi, khoảng cách những cái hàng ghế với nhau nó không bị chật hẹp. Chỗ này có cổng điện ra 12V nữa nha các bác. Đấy, em quay lại trần này, trần của xe thì nó vẫn là trần nỉ nguyên bản. Và clock của xe thì vẫn đang hoạt động bình thường, trơn tru. Đấy, ghế này thì mình có thể gập lại xuống như này các bác nhá, gập lại xuống như này. Và đây là hàng ghế phía sau, hàng ghế phía sau đây các bác nhìn này, được gập lại xuống rồi. Và mặt ghế lì của xe vẫn còn đẹp đây các bác xem này. Nhiều con mặt ghế lì không còn được đẹp như này đâu các bác nhá. Con này của em vẫn còn đẹp luôn. Ở chỗ kia là cái vị trí công tắc điều khiển cái dàn điều hòa phía sau và có cửa gió luôn. Kia các bác nhìn, đúng không ạ? Và đây nữa nhá, bên đây có một cửa gió nữa nhá, đây cửa gió đây này. Đấy. Trang bị là có hai dàn điều hòa thì dàn sau được thổi ra hai cửa gió phía sau này. Các bác nhá. Đấy. Cửa giả đóng rất là êm ái nhẹ nhàng, sơn xi bóng mượt sạch sẽ, tôn vỏ khít đều, kính đẹp, gioăng khung gioăng cánh đẹp rồi. Lẹp cửa bên ngoài đây, đồ nhựa bên ngoài đây các bác xem, ok hết đúng không ạ? Giá lóc thứ đầy đủ, đồ đạc của xe đầy đủ các bác nhá. Đấy, phong dáng nhìn rất là ok luôn. Xem. Số tự động thì dòng này rất là nhiều, nhưng mà số sàn như con này thì các bác thấy là rất là ít. Đấy, rất là ít quá đúng không ạ? Chứ không phải có nhiều nên số tự động. Không phải có nhiều như số tự động đâu. Nhiều bác tìm số sàn mà còn không có, không có để mua. Nhiều bác là không kiếm được. Nhưng bây giờ thì bên em đã có cho các bác đây rồi nhá. Bên em có cho các bác đây rồi. Bác nào quan tâm đến những dòng xe ô tô cũ bên em, các bác hãy điện thoại cho bên em theo hai số điện thoại này và một số nữa em đọc ở trên đây để các bác mình biết nhá. Đấy, và các bác lưu vào luôn là số 0335838389. Đấy là số nữa của bên em, các bác hãy lưu vào luôn để mình tiện liên hệ các bác nhá. Đấy. Chỗ này để cốp đồ này, cốp đựng đồ. Đây, máng nước này. Đây, máng nước đây. Các bác nha, nước đây. Đấy. Phía sau đây ạ. Mọi vấn đề thắc mắc cần giải đáp về chiếc xe này hoặc là những chiếc xe khác bên em, các bác cứ alo cái lối Zalo cho bên em theo 3 số điện thoại mà vừa em cung cấp rồi các bác nhá. Giá cả của xe thì các bác yên tâm. Mình chưa vội kết luận đây là một chiếc xe ok, chưa một chiếc xe đây là một chiếc xe cao các bác nhá. Đấy. Mà khi mình thích rồi đấy ạ, mình cứ gọi điện cho bên em để chốt giá đẹp cho chiếc xe này. Các bác yên tâm như vậy là sẽ có giá ok. Các bác nhá. Đấy, vâng đây. Phần mép cửa này. Đấy, bu lông ốp vít phần mép cánh cửa đây các bác xem này, vẫn còn đen xì đúng không ạ? Lòng trong sáng đẹp. Đây. Vị trí bên trong đây các bác ngắm.
dòng xe Kia này nó rất là bền lành kinh tế đúng không ạ? Tất nhiên thì xăng của chiếc xe này nó cũng gọi là nó cũng hơi nhiều một chút, thế nhưng mà nó cũng ít hơn số tự động rất là nhiều các bác nhá. Đấy, con này thì các bác đi tầm khoảng lách quanh 10 lít. Đấy, khoảng 10 lít hoặc là dưới 10 lít một ít mình đi đường trường. Mép cái cửa đây ạ. Đấy, các bác xem. Bộ lông cũng vít sáng đẹp này. Đấy, da rỗng của xe đây, các bác nhìn xem, còn ok hết nhá, da xịn nhá. Tắp đi bốn cánh cửa của xe ok, đều nhau hết, đẹp đều nhau hết. Các bác xem. Âm thanh loa nghe hay. Chỗ này lốc cửa này và bấm kính auto một chạm. Đây, nếp cánh cửa đây. Các bác thấy xe bên em ok không ạ? Bên em toàn bán xe đẹp, không bán xe lỗi, không bán xe lát, không bán xe kém, không bán xe trục trặc. Máy số các bác nhá, toàn xe ok thôi, các bác yên tâm về sử dụng những mẫu xe bên em bán. À đây các bác này, đây có cái cam hành trình này, em quên không giới thiệu đúng không ạ? Có một cam hành trình, có cái gương chống chói, công tắc bấm cửa lốc và đèn đây. Đấy. Máy gầm cực chất luôn. Số nữa. Đấy, máy số vẫn còn zin như em cũng đã chia sẻ ngay đầu video đúng không ạ? Sơn xi bóng mượt, thân vỏ căng đều. Khe mép khít. Đấy các bác xem. La sắc đúc đẹp, đẹp cả bốn quả luôn. Tôn vỏ, vỏ kêu long con. Các bác nghe xem, ok hết rồi đúng không ạ? Em quay gầm và quay máy luôn nhá. Đây các bác ngắm. Đấy đúng không ạ, ok nhá. Ở đây nữa này, gầm nữa này. Không có cái vấn đề gì ở dưới gầm đâu các bác nhá. Em quay tiếp, bác đón xem. Đây. Yeah, gầm này. Rồi ok, tiếp tục nhá. Đây là cái phần quan trọng mà các bác đang chờ đợi. Đấy là động cơ của xe đúng không ạ? Các bác nào thích túc sơn không? Em có cả túc sơn luôn nhá. Túc sơn đời thấp, túc sơn đời cao, nó có đủ cá luôn. Máy xăng, máy dầu có cả luôn các bác nhá. Đây là cabo, gọi là cabo đây các bác nhá. Đấy, keo chỉ vẫn còn. Động cơ khoang máy sáng đẹp sạch sẽ. Da máy của xe nó rất là trắng. Đây, khoang máy động cơ đây các bác nhìn này. Đồ đạc của nó rất là liền lạc chắc chắn đúng không ạ? Máy vẫn zin. Rất ok, tuyệt vời. Đèn pha của xe đây, trong vắt đúng không ạ? Đèn pha xịn nhá. Giờ đèn đây, đấy em chưa quay, em chưa giới thiệu kỹ luôn này đúng không ạ? À, con này đăng ký biển 90, tên tư nhân 5 số rồi các bác nhá. Biển 5 số, tên tư nhân. Các bác muốn sang tên đổi biển chính chủ, chính tên các bác, bên em hỗ trợ cho bác mình đầy đủ hết. Công chứng cũng được, ship xe, chuyển xe bên em hỗ trợ. Hỗ trợ trên toàn quốc cho bác luôn. Bên em bán miền Nam, miền Trung rất là nhiều rồi. Bác nào mua, bên em ship tận nơi cho nhá. À, đấy thì video này là về chiếc xe Kia Sorento, mẫu xe gầm cao, giá rẻ. Các bác mình quan tâm gọi điện cho bên em để chốt con xe này một cái mức giá ok nhất các bác nhá. Hai bên sẽ bàn bạc thương lượng về giá, giá nào ok nhất sẽ để các bác nhá. Vâng, em xin cảm ơn.